Theo một số nguồn tin, Elantra 2019 sẽ sớm về Việt Nam và sẽ cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc sedan hạng C. Ở phân khúc này, Mazda 3 đang là mẫu xe bán chạy nhất, tiếp đến là Toyota Altis. Elantra 2019 được thiết kế theo ngôn ngữ mới, đậm chất thể thao và cá tính hơn. Lưới tản nhiệt to bản đặc trưng của Hyundai nối liền cụm đèn pha được thiết kế hai hình tam giác vuốt nhọn, giúp xe trông mạnh mẽ và hầm hố hơn. Trên phiên bản Limited và Sport, Elantra được trang bị cụm đèn pha LED, còn đối với phiên bản thấp hơn thì sử dụng loại Projector. Phần thân xe được thiết kế với điểm nhấn bằng hai đường gân dập nổi kéo dài từ cụm đèn trước đến cụm đèn sau. Tay nắm cửa, kính chiếu hậu cùng màu thân xe kết hợp với mâm 5 chấu kép được thiết kế lạ mắt với 3 kích thước 15, 16 và 17 inch. Ở phía đuôi xe cũng được Hyundai thay đổi với ngôn ngữ Sensual Sportiness, từng được hãng công bố dựa trên mẫu concept Le Fleur Rouge hồi đầu năm 2018. Cụm đèn hậu dạng LED được thiết kế hình tia sét chạy song song vô cùng độc đáo, đối xứng ở hai bên, được kéo dài đến gần vị trí trung tâm. Ngay bên dưới là cản sâu gần guốc kết hợp đèn phản quang đẹp mắt. Bên trong khoang cabin, nội thất được bọc da cao cấp, bảng đồng hồ, cửa thông gió, cầm điều khiển cho điều hòa nhiệt độ và khay chứa đồ được thiết kế mới. Bên cạnh đó, chỉ ở phiên bản thường được trang bị vô lăng mới với các nút bấm tiện ích và lẫy chuyển số phía sau vô lăng. Với chiều dài cơ sở đạt 2700mm, ngồi bên trong hành khách có thể cảm nhận được sự rộng rãi. Hyundai Elantra đã có những nâng cấp đáng tiền nhờ sở hữu màn hình cảm ứng 5-8 inch, tương thích Android Auto, Apple CarPlay. Hệ thống dẫn đường cùng dàn loa cao cấp gồm 8 loa và một loa siêu trầm mang đến những âm thanh sống động. Elantra 2019 còn được trang bị các công nghệ nổi bật như hệ thống an toàn Smart Sense hoàn toàn mới dựa trên mẫu SUV Kona, với các tính năng như cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ và cảnh báo chệch làn đường, phát hiện người đi bộ và cảnh báo mở cửa khi đang có phương tiện tới gần, cảnh báo va chạm ở điểm mù và hỗ trợ chuyển làn đường. Elantra 2019 vẫn sẽ có 3 phiên bản SE, SEL và Limited, trang bị động cơ NU 2.0L MBI Atkinson 2.0L, sản sinh công suất tối đa 147 mã lực. Bản Eco dùng động cơ 1.4L turbo cho công suất cực đại 128 mã lực. Riêng phiên bản Elantra Sport 2019 trang bị động cơ 1.6L turbo GDI với công suất tối đa 203 mã lực, đi cùng hộp số tự động 6 cấp hoặc 7 cấp ly hợp kép. Elantra 2019 được kỳ vọng sẽ là mẫu xe gây ra những đột biến về doanh số trong phân khúc sedan hạng C hiện nay. Chính thức ra mắt cách đây không lâu tại trường đua Thunder Hill Raceway nước Mỹ, Hyundai Veloster N 2019 thuộc thế hệ thứ 2 của dòng xe hatchback Veloster và là mẫu xe thứ 3 trong gia đình N Line. Tổng thể Veloster N mang thiết kế hatchback 3 cửa thể thao đặc trưng. Veloster N 2019 trông bề vệ hơn so với Veloster nguyên bản nhờ chiều dài và rộng được gia tăng. Ở phía trước, lưới tản nhiệt hình lục giác được mở rộng, kết hợp với đường gần nổi làm cho xe trông cơ bắp và thể thao hơn. Logo N được đặt trên lưới tản nhiệt là một đặc điểm nhận dạng của dòng xe này. Nội thất Veloster N 2019 đơn giản với màn hình trung tâm cảm ứng kích thước 8 inch. Khi chuyển sang hiển thị chế độ Performance, màn hình này còn cung cấp thông số về tình trạng xe và đồng hồ tốc độ.
Ngoài ra, nội thất của xe còn sở hữu nhiều tiện nghi khác như hệ thống khởi động bằng nút bấm, bộ ghế ngồi thể thao độc quyền của hãng, dàn âm thanh cao cấp Infinity 8 loa, hệ thống giải trí BlueLink và ứng dụng Android Auto, Apple CarPlay cũng được tích hợp. Cung cấp sức mạnh cho Veloster N2019 là khối động cơ tăng áp 4 xi lanh dung tích 2.0 lít. Động cơ này sản xuất công suất 250 mã lực. Sức mạnh được truyền tới các bánh xe qua hộp số sàn 6 cấp. Nếu trang bị thêm gói N Performance Package giá 2.100 đô la Mỹ, động cơ này sẽ cho ra thêm 25 mã lực. Gói tùy chọn này còn mang đến những nâng cấp khác như cặp ống xả thể thao, bộ vành hợp kim 19 inch, lớp Pirelli B0 và hệ thống phanh đĩa đã được cải tiến. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất của gói N Performance Package là ống xả thể thao có thể cho ra âm thanh riêng biệt. Khi có mặt trên thị trường, Veloster N2019 sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe hiệu suất cao như Honda Civic Type R, Volkswagen Golf GTI và Subaru WRX STI. Tại Mỹ, chiếc xe hiệu suất cao Hyundai Veloster N2019 có giá vào khoảng 20.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, nếu không muốn mua đất mẫu xe này, trang mạng cung cấp dịch vụ cho thuê xe hơi Cars Direct đưa ra gói thuê trong 3 năm. Khách hàng chỉ cần thế chân số tiền gần 3.000 đô la Mỹ khi ký hợp đồng và chỉ cần thanh toán 429 đô la Mỹ mỗi tháng sau đó. Điểm nhấn đầu tiên phải nhắc đến chính là diện mạo. So với phiên bản tiêu chuẩn, Tucson N-Line bắt mắt hơn và tập trung nhiều hơn vào phong cách thể thao. Trong đó, cản, lưới tản nhiệt, đèn pha hay ống xả đều được điều chỉnh lại. Với dải đèn định vị hình boomerang, chiếc xe càng thêm phần khác biệt. Ngoài ra, mọi chi tiết sáng màu đã được thế chỗ bằng các điểm nhấn màu đen. Qua đó, gia tăng chất thể thao cho Tucson N-Line, điển hình như viền cửa sổ. Hơn thế nữa, tông màu này còn xuất hiện trên cánh đuôi cũng như bộ mâm 19 inch. Ở phía bên trong, sắc đen được lựa chọn làm tông màu chủ đạo. Đối lập với đó là những chi tiết trang trí màu đỏ trên vô lăng, táp lô hay cần số. Cách phối màu này giúp mang đến cảm giác về một chiếc xe thể thao và mạnh mẽ. Không chỉ gói gọn ở thiết kế, những cải tiến của Tucson N-Line còn được thực hiện đối với bệ khung gầm. Theo đó, độ cứng cáp của hệ thống treo phía trước đã tăng lên 8% và ở phía sau là 5%. Trong khi đó, những cập nhật ở phần mềm cũng giúp nâng cao trải nghiệm phía sau vô lăng. Tại khu vực châu Âu, Tucson N-Line sẽ có 3 tùy chọn động cơ, bao gồm 2 bản máy dầu và 1 bản máy xăng. Trong đó, tùy chọn động cơ diesel tăng áp 1,6 lít cho công suất 134 mã lực và lên đến 181 mã lực với bản 2 lít. Cả hai đều đi kèm với hệ thống Mild Hybrid 48V. Trong khi đó, động cơ xăng tăng áp 1,6 lít sản sinh công suất 174 mã lực và các phiên bản động cơ này có thể kết hợp với hệ truyền động 2 bánh hoặc 4 bánh và tùy chọn với hộp số sàn 6 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp để đảm bảo Tucson N-Line mang đến trải nghiệm lái phù hợp với ngoại hình thể thao của mình. Bộ phận N Performance đã tăng cường bộ giảm chấn và sửa đổi phần mềm lái trợ lực điện tử. Được biết, Tucson hiện tại là sản phẩm nắm giữ danh hiệu Best Selling của Hyundai tại châu Âu. Còn tại Việt Nam, model này cũng thuộc nhóm 10 xe đa dụng bán chạy nhất trong năm ngoái. Dự kiến là mẫu xe này sẽ ra mắt toàn cầu vào tháng 5 năm 2019 với 9 tùy chọn màu sắc ngoại thất. Sự xuất hiện của phiên bản hiệu suất cao N được cho biết là sẽ giúp nâng cao hơn nữa kết quả kinh doanh đối với Tucson trên thị trường. Vừa qua, hãng xe hơi Hàn Quốc Hyundai đã chính thức trình làng mẫu sedan hạng D Sonata thế hệ mới tại triển lãm ô tô quốc tế New York. Hyundai Sonata 2020 được thiết kế mới hoàn toàn về cả ngoại thất lẫn nội thất.
Điển hình, cụm đèn pha được thiết kế sắc sảo hơn với 4 cụm projector. Bên cạnh đó, Hyundai đã rất khéo léo tạo nên một dải chrome xuất phát từ chân cục A kéo dài xuống cụm đèn hậu. Chi tiết này làm bật thêm nét sang trọng cho mẫu sedan này. Khung gầm của Sonata 2020 được tối ưu nhiều hơn. Hãng này cho biết mẫu xe sedan hạng D mới của họ an toàn và ổn định hơn so với thế hệ trước. Đặc biệt, vùng hấp thụ va chạm làm việc hiệu quả hơn trong trường hợp xảy ra tai nạn. Ngoài ra, với việc áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuity Sportiness của Hyundai, phần đầu của Sonata gây ấn tượng bởi lưới tản nhiệt kiểu thác đổ, các nan ngang tạo ra cảm giác thoáng rộng cho phần đầu. Một thanh viền chrome được kéo dài xuyên suốt từ cụm đèn pha lên nắp capo trước. Nhìn từ bên hông, Sonata 2020 toát lên dáng vẻ của một chiếc coupe 4 cửa cá tính bởi những đường gân trên thân vuốt xuống tận phía đèn hậu. Viền chrome bao quanh cửa kính góp phần làm tăng sự sang trọng cho xe. Về phương diện bảo mật, Sonata 2020 được trang bị công nghệ chìa khóa kỹ thuật số, cho phép người dùng có thể khóa, mở và điều khiển chiếc xe bằng smartphone. Tính năng này hoạt động thông qua một ứng dụng của Hyundai và công nghệ giao tiếp tầm ngắm NFC. Bên cạnh đó, bộ vành đa chấu của Sonata thiết kế khá cầu kỳ, cùng một kích thước lớn, giúp phần thân xe toát lên vẻ thể thao. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ mảnh cùng màu với thân. Nội thất của Sonata 2020 được thiết kế tập trung vào công nghệ tương lai, điển hình như là vô lăng 4 chấu, cùng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch, đi kèm là màn hình giải trí cảm ứng kích thước 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Thay vì cần số truyền thống, người lái sẽ điều khiển hộp số của Sonata qua các nút bấm trên bệ trung tâm, trong khi bản đồng hồ được thay bằng màn hình kỹ thuật số. Ghế ngồi của Sonata 2020 được bọc da với nhiều tùy chọn màu sắc, hàng ghế trước tích hợp chức năng sưởi và thông gió, hệ thống âm thanh 12 loa của Bose và bộ sạc điện thoại không dây. Tại Hàn Quốc, Hyundai Sonata mới có phiên bản động cơ xăng 2.0 lít và động cơ LPI giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn. Bên cạnh đó, khác với phiên bản nội địa, Hyundai cung cấp cho thị trường quốc tế với các tùy chọn như là 1.6 lít TGDI hay 2.5 lít GDI. Kể từ khi được công bố các trang bị và tính năng trên, mẫu sedan của Hyundai đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Sonata thế hệ mới sẽ cạnh tranh với các đối thủ đáng gờm như Nissan Altima, Mazda 6, Toyota Camry hay Honda Accord.